Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, và ngày hôm nay thì đi trải nghiệm đội hình team Tottenham Hotspur. Giá khoảng đâu đó khoảng 75 ấy. Đội hình này mình sẽ chơi đội hình là 4-2-1-3 nhé. Của ba tiền đạo sẽ là Lucas Moura, Son và Gareth Bale. Cam mình sẽ để là Ken nhé. Thay vì để Ken đá ST thì mình để Ken đá cam đi. Để Son ST có vẻ sẽ hợp lý hơn. Phía sau hỗ trợ cho Ken sẽ là Sissoko và Sikusen. Và bộ tứ vệ sẽ là Reguilon, Jumbo, Otongen và Kai Walker. Thủ thành sẽ là Joe Hart. Rồi, đội hình chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ sẽ là chiến thuật đội và chiến thuật đơn. Rồi, đây là đội hình chiến thuật đội mà mình sẽ sử dụng. Chiến thuật đơn tương ứng nhé. Okay. Bèo ơi. Oh, hình bèo. Còn. Nó đá sao sao ấy. Để rồi anh có quá nhiều bóng. Ồ, oh, Ken kìa, một chút. Tuần trước sủa mấy ngày á, tuần trước lễ mà. Cho nghỉ lễ chứ, mấy ông thì thật. Con, ôi, oh, game. Ken. Bộ. Bên bèo ơi. Độ gãy bèo. Yeah. Ôi đội bạn rườm rà quá. Son. Trời ơi Son kìa. Thương canh của đàn hồi quá. Thôi ra tốc độ nào. À rồi. Qua nốt luôn. Lên nào. Ôi ổn quá, nãy bẻ vô sút luôn cho rồi. Son. Trời ơi. Ừ. Son ơi, Son ơi. Chết với anh Son nhà tôi. Ấy. Lên nào Ken ơi. Ken 215 cũng là một con hàng tốt. Đấy. Ken ơi, trời ơi nhìn cái sút kìa. Con ơi, lần này thì không thì tiêu chí đầu tiên sẽ là màn trình diễn cá nhân. Có nhiều anh em mình cảm giác như là chưa cập nhật lắm về cái vấn đề này, cứ cảm thấy là Lucas Moura. Casmura, Son.
tên 1, tên 2, tên 3, thế giới 1, thế giới 2, thế giới 3. Điểm nào vẫn để xuống được luôn là cũng chả hiểu. Bèo. Tên nào, tên nào. Son ơi, Son. Son ơi, một pha bỏ khung thành của Nick Bob. Cố tình bẻ để góc gọn xuống đốt gần. Lucas Moura. Lên nào. Lên tiếp nào. Này đừng bỏ lỡ cơ hội anh ơi. Đúng rồi. Vậy chứ. Ô, một siêu cushion kìa. Eo. Ông quét cho hai ông đó. Chết này. Tí nữa mình ra mình lên luôn nè. Lên luôn nè. Né à. Thì mình cho xin trái gôn nhá. Và đó là những trải nghiệm của mình về đội hình team Tottenham trị giá 75 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.